Tuyết Cầm à, Tuyết Cầm, mau chạy đi. Cô tính đi đâu? Tuyết Cầm, lão phu nhân đã nói rồi, hôm nay cô phải về Diệp gia. Tôi đã không còn là người nhà họ Diệp nữa. Cô sống là người nhà họ Diệp, thì mất cũng là ma nhà họ Diệp. Nếu như hôm nay cô không về, đừng trách tôi ra tay độc ác. Tuyết Cầm, hay là con cứ về trước đi. Xin lão phu nhân cho chúng ta 50 triệu. 50 triệu ư? Cô vẫn chưa biết chuyện à? Diệp thiếu gia cho ông ấy 10 triệu, sau đó ông ấy lại đến sòng bạc, thu mất 30 triệu. Ba chỉ muốn chơi thêm một ván nữa, nhưng không thể ngờ rằng trên đời này sao lại có một người ba như vậy, chuyên lừa gạt con gái mình. Đi thôi, là ông ấy nợ tiền các người. Các người dẫn ông ấy đi đi, ba đã nuôi con khôn lớn mà con lại không thèm lo cho tính mạng của ba. Con lo cho ba không nổi. Được, tình ba con đến đây là chấm dứt. Con mau đi ra khỏi đây, ba mới là người phải đi. Đây là cửa hàng của mẹ con, dừng lại đi. Hai người đang ở đây diễn kịch ba con tình thân đấy à? Hôm nay tiền thì ông phải trả, người thì vẫn phải đi. Ông dám đụng vào người tôi sẽ báo công an. Nhà đầu này, rượu mời không uống, cứ muốn uống rượu phạt. Tuyết Cầm à, em không sao chứ? Chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Chuyện của Diệp gia chúng tôi không cần Hứa gia mấy người quan tâm. Diệp gia mấy người hả? Ông họ Diệp sao? Tôi họ gì có liên quan đến cậu sao? Ông chỉ là con chó của Diệp gia thôi. Mau mau cút đi cho tôi, nếu không tôi đập gãy chân chó của ông. Hứa thiếu gia à, đây dù gì cũng là con gái tôi, cũng phải nói lý lẽ một chút chứ. Con gái ông sao? Không phải hai người đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Tôi sắp phải mở cửa buôn bán rồi. Mấy người đi hết đi. Đứng lại. Ông cầm miệng cho tôi. Cửa hàng này không còn là của ông nữa. Mau cút cùng với con chó này đi. Cậu, tôi cảnh cáo mấy người, sau này ai lại đến đây quấy rầy việc kinh doanh của bạn gái tôi, chính là đang đối đầu với Hứa gia tôi đó. Đây là cửa hàng của tôi, phải cút cũng là cậu cút. Quỳ xuống cho tôi, bắt ông già tôi quỳ. Cậu không sợ bị tổn thọ sao? Trước đây ông ở chỗ của tôi cũng không phải là chưa từng quỳ. Quỳ xuống, Hứa Lân à, nếu cậu còn không đi thì vụ cá cược của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Còn cược nữa sao? Nếu như con muốn ở bên Hứa Lân thì ba thành toàn cho con. Nếu con muốn về Diệp gia, ba cũng ủng hộ con. Bây giờ con khiến ba bị kẹp ở giữa, không làm vừa lòng ai, con có biết không hả? Kể từ khi ông đánh bạc lần nữa thì ông đã không còn là ba tôi nữa rồi. Đồ con gái bất hiếu, tao đánh. Hứa Lân à, sao vậy? Đau lòng sao? Ông ta cũng không phải là ba của em nữa, tôi đang giúp em thôi. Hứa đại thiếu gia, cậu cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy. Nếu như lão phu nhân biết được thì chắc cậu sẽ sướng lắm nhỉ. Tôi nói lại một lần nữa, sau này hai người ai dám gây rối nữa thì chính là đang đối đầu với Hứa gia tôi. Lần này chỉ là một cái tát thôi, còn lần sau sẽ là mạng của mấy người đó. Mau cút cho tôi. Chúng ta đi. Đi thôi, cút đi. Hứa Lân à, cậu đuổi ba tôi đi rồi, sau này ai sẽ giúp tôi chuyện ở cửa hàng đây? Tôi nè, tôi không cần cậu giúp. Cục cưng à, sau này tôi sẽ bảo vệ em. Yên tâm, không ai dám đến đây gây rối đâu. Em nói đi, nên trả ơn tôi thế nào đây? Nếu như cậu dám đến một lần nữa, tôi sẽ tự kết liễu mình đấy. Thế thì cậu cứ cá cược với quỷ đi. Tôi thích đấy. Đây chính là cảm giác tôi thích. Quá đáng lắm rồi. Tôi phải đi tìm cậu ta ngay. Mẹ à, mẹ đừng vội. Chúng ta nghĩ cách khác đi. Đúng là cho cái thằng Hứa Lân này thể diện rồi. Cái người đàn bà Tô Tuyết Cầm này giống như một con rắn vậy. Rắc rối, kinh tởm, còn sống dai nữa. Vậy thì có ích gì chứ? Nói cho cùng, rắn thì cũng chỉ là rắn. Vậy 50 triệu của tôi, ông còn có mặt mũi để nói à? Đồ khốn ông, chả làm được chuyện gì ra hồn cả. Nếu không thì con đi tìm Hứa Lân nói chuyện. Đồ vô dụng, hèn nhát, không có tương lai, y hệt như ba con vậy. Không bằng chúng ta tương kế tiểu kế đi. Tương kế tiểu kế, dù sao thì nhà của Hứa Lân cũng giàu có,
Diệp gia chúng ta cũng không thể làm gì được, chỉ bằng lợi dụng mối quan hệ với Liêu Thiên. Liêu Thiên? Đúng vậy, ông chủ của Sòng Bạc Hạnh Phúc đó. Thế lực của bọn họ cũng lớn mạnh trong thành phố lắm đấy. Lợi dụng anh ta để xử lý Hứa Lân không phải là có kịch hay để xem rồi sao? Nhưng mà dựa vào đâu mà người ta sẽ giúp chúng ta chứ? Ông bị ngu đấy hả? Ông nợ người khác bao nhiêu tiền? Ông không biết tính toán đây à? 15 triệu không tính là nhiều ở Sòng Bạc đâu. Vậy nếu như cộng thêm 15 triệu của tôi là 30 triệu đó, ông nói xem, ông nghĩ họ sẽ nhận hay không? Ý cậu là sao? Đưa ông đến chỗ của Liêu Thiên. Chị Hồng à, giờ chị có lấy mạng tôi cũng không thể gom đủ 15 triệu của chị nữa. 15 triệu gì cơ? Không phải là 30 triệu sao? Đúng vậy chị Hồng, tôi sẵn sàng lấy 15 triệu của tôi tài trợ cho sòng bạc của chúng ta. Diệp thiếu gia có thể làm chứng. Tôi có thể làm chứng. Nhưng mà tiền này thì cần ông ta trả lại. Nghe rõ chưa lão quỷ? 30 triệu này rốt cuộc ông có trả hay không đây? Chỗ tôi có 3.000 tệ. Đùa tôi sao? Chặt tay ông ta cho tôi. Anh Tài à, đừng vội, chúng ta đừng dọa ông ta quá. Ông ta già rồi, sợ chết khiếp rồi, thì người bị thiệt vẫn là chúng ta phải không? Chị Hồng à, chị tha cho tôi đi mà. Tôi không có tiền. Ông già quê mùa, từ hôm nay trở đi ông không còn là ba vợ tôi nữa. Được rồi, đánh ngủ rồi thì ai trả số tiền này đây hả? Chị Hồng à, xem ra ông ta thực sự không có tiền. Loại người như ông ta tôi thấy nhiều rồi. Thế này đi, một ngón tay là 10 triệu, ba ngón là thanh toán xong. Chị Hồng à, chúng ta đừng làm lớn chuyện này lên nữa. Chị nói có phải không? Có nợ phải trả là lẽ thường tình. Không có tiền thì dùng mạng đổi. Chị Hồng à, tôi thấy hay là trước mắt chúng ta câm miệng, chặt ngón trỏ cho tôi. Tôi nói thật. Chị Hồng à, tôi sẽ nói thật. Nói đi, có cách gì? Đỡ tôi dậy trước đã. Đứng dậy đi. Lấy cho tôi một cốc nước đi, cho cái đầu ông đấy. Nói mau, nói nhanh đi. Thật ra số tiền này có thể tìm Hứa ra để đòi. Hứa ra sao? Là cái cậu Hứa gì đó, Hứa Lân sao? Vâng, đúng đó. Cậu ta cá cược với con gái của tôi, muốn công thức vào cửa hàng tông môn của tôi. Thực ra cái cậu ta muốn là cô con gái của tôi. Vậy nên ông muốn dùng con gái của mình để khiến Hứa Lân trả số tiền này sao? Không sai. Nhà của Hứa Lân là một gia đình giàu có. 30 triệu này đối với cậu ta như con bỏ rụng lông thôi. Không phải chứ? Con gái của ông không phải đã kết hôn với cậu ta rồi sao? Trước đó trên tin tức còn bàn tán xôn xao không ngừng mà. Có phải ông lại muốn bày trò gì với tôi nữa không? Chặt tay ông ta cho tôi. Chị Hồng ơi, chắc chắn có điều gì đó khuất tất ở đây. Không phải là chị cũng chỉ muốn tiền thôi sao? Đúng vậy, chúng ta đi bắt Tô Tuyết Cầm là lại có tiền rồi. Đến lúc đó Tô Tuyết Cầm không làm ăn được nữa, Hứa Lân tự nhiên sẽ đến tìm Tô Tuyết Cầm. Nhưng lại phát hiện Tô Tuyết Cầm đang ở sòng bạc để đàm phán, Hứa Lân tất nhiên sẽ rất tức giận. Đến lúc đó chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Buông ra. Ông đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra. Ông muốn đưa tôi đi đâu? Để tôi xuống. Đây là ở đâu? Diệp Hưng, sao anh lại ở đây? Ba cô nợ tôi 30 triệu. Nợ của ông ấy không liên quan đến tôi. Thả tôi ra. Bớt nói nhảm. Bây giờ cô gọi điện thoại cho Hứa Lân, bảo cậu ta đến đây trả tiền. Mắc gì cậu ấy phải trả tiền thay cho tôi? Tuyết Cầm, em đồng ý cùng tôi về nhà. Nhà họ Diệp, thay em trả số tiền này, tôi có mất mạng cũng không đời nào về nhà họ Diệp. Còn tiện nhân, cô đừng có vô liêm sỉ như thế. Cô cũng không nhìn xem hoàn cảnh của cô bây giờ ra sao à? Trong lòng của con một chút cũng không có người ba này của con hả? Ba làm con quá thất vọng rồi. Vậy tôi muốn xem thử cô rốt cuộc còn nhận người ba này của mình hay không nhé. Đánh cho tôi. Lấy dao chặt cho tôi. Dừng tay. Được, tôi gọi. Tôi sẽ gọi cho Hứa Lân. Đưa điện thoại cho cô ta.
Tuyết Cầm, em đồng ý quay lại với tôi. Nhà họ Diệp chúng tôi thay em trả số tiền này, chúng ta quay lại cuộc sống như trước đây, được không nào? Tôi hiện tại đang ở sòng bạc Hạnh Phúc, cậu có thể đến đây được không? Em đứng dậy cho tôi, đứng lên. Tô Tuyết Cầm, có phải em yêu Hứa Lân rồi không? Thật là không biết tốt xấu. Con rể, giúp bà dạy dỗ nó đi. Sao thế? Không nỡ đánh hả? Để tôi. Hai chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Cô ấy vẫn là vợ tôi. Anh dám đánh cô ấy trước mặt tôi. Có phải anh không coi tôi ra gì không? Người trẻ tuổi có chút hung hăng. Mọi người đừng để tâm. Xem kìa, điều om sòm thành ra như vậy rồi. Con không quỳ xuống xin lỗi mọi người. Tất cả là do ba gây ra đấy. Ba cũng muốn tốt cho con thôi mà. Vì con sao? Đây là ba đẩy con vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đấy. Đủ rồi. Tôi không có thời gian ở đây cùng các người đôi co đâu. Hoặc là để lại ba ngón tay của tên giả khốn nạn này. Hoặc là trả tiền. Hứa Lân sẽ đến đây ngay thôi. Chị vội cái gì chứ? Tôi không muốn đợi nữa. Không phải cô thích cá cược sao? Cược với tôi một ván. Chẳng may tên khốn đó không đến, tôi tìm ai để nói lý đây? Chị Hồng, Hứa Lân sắp đến rồi, chúng ta đợi thêm chút nữa thôi. Im miệng, ở đây không có chỗ cho anh nói chuyện. Tôi chơi với chị, cậu không xứng chơi với tôi. Tôi muốn cô ta chơi với tôi. Tôi không chơi. Đừng vội chứ. Nghe thử điều kiện của tôi đã. Cược với tôi một ván, cô thắng, tôi lập tức thả người. Thua thì đưa lại tiền. Cô phải ở lại đây với tôi. Tôi không thích phụ nữ. Tôi cũng không đặt cược với chị. Chị Hồng, tiền chúng ta không cần nữa. Tôi muốn ba đầu ngón tay. Chị Hồng, mau đưa ông ấy đi bệnh viện đi. Vết thương nhỏ thôi mà, cứ để máu tuôn ra đi. Cược hay không? Tôi không chơi, không cược. Không chơi tôi thật sự chặt tay ông ta đấy. Chị Hồng đừng làm bậy nữa, đây là phạm pháp đấy. Pháp luật sao? Tôi chính là pháp luật đấy. Ở địa bàn của tôi mà không trả tiền, ai cũng đừng mơ rời khỏi đây. Muốn tiền thì không có, chỉ có cái mạng này thôi. Có bản lĩnh thì lấy mạng tôi đi. Lão già thối tha, chặt tay ông ta cho tôi, lấy mạng tôi đi. Chị Hồng, chị Hồng, được. Tôi cược, tôi chơi với chị. Được, lấy bài. Sao lớn nhỏ? Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Cô có thể đi, ông ta thì không. Chẳng phải vừa nãy chị nói, tôi vừa nãy nói là cô. Tôi không nói để ông ta đi. Chị đúng là kẻ vô lại. Ở lại bên cạnh tôi, tôi bảo đảm một năm cô kiếm được vài chục triệu. Chị đừng có vớ vẩn. Sao nào? Muốn làm phản đấy hả? Đây là địa bàn của tôi. Tôi không cho các người đi. Tôi xem ai dám đi. Vậy tôi thì sao? Cậu Hứa đến rồi à? Lâu rồi không gặp. Chị Hồng, sao lại đẹp hơn rồi nhỉ? Cái này, tình hình này là sao? Hứa thiếu gia, giọng điệu vừa rồi của anh làm tôi giật mình đấy. Sao thế? Cậu tưởng cảnh sát đến à? Các người quen nhau sao? Bạn cũ thôi. Cái lão già này nợ tôi 30 triệu. Nói cậu có thể trả món nợ này. Em tìm tôi đến đây là vì việc này đấy à? Tiền này coi như tôi mượn cậu. Quán tôm hùm của em còn chưa mở, bây giờ trái lại nợ tôi 40 triệu. Thì ra nhà họ Diệp vẫn hèn quá nhỉ. Ngay cả tiền vợ mình nợ cũng không trả được, còn nói gì đến danh môn vọng tộc chứ. Chuyện của nhà tôi cậu bớt quản lại. 40 triệu này tôi trả. Thiếu gia, cậu đừng nói lung tung chứ. Lão phu nhân chắc chắn không đồng ý đâu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay về với anh đâu. Không cần về nhà, tôi cho em mượn tiền. Nhà họ Diệp các anh giờ có tiền rồi đấy à? Cậu bớt lo việc của tôi lại đi. Chuyện nhà chúng tôi không đến lượt cậu bận tâm đâu. Bây giờ em viết giấy nợ đi, tôi đưa tiền cho chị Hồng. Cậu Hứa,
Cậu hứa nói rồi, tiền này không thể lấy. Tiền mà chị còn không cần. Được rồi, đừng diễn nữa. Diệp Hưng, mưu kế này của anh cũng cao tay đấy. Hoặc là khiến tôi và Lưu công tử xung đột nội bộ, hoặc là anh thay cô ấy trả tiền, đưa cô ấy về. Cho dù đạt được mục đích nào của anh, thì anh cũng đã là người thắng rồi. Bớt suy đoán vớ vẩn lại cho tôi, không dám thừa nhận chứ gì. Lão sò, còn không mau nói thật, tay của ông sẽ bị phế bỏ đấy. Tôi nói liền, đều là âm mưu của Diệp Hưng. Nó bảo tôi diễn khổ nhục kế, là nó cả đấy. Lão già khốn kiếp đừng nói bậy, đều là quỷ kế của nhà họ Diệp. Bọn họ bắt tôi thành thường thế tội, đây đều là âm mưu của họ. Cầm miệng đi, đừng nói bậy nữa. Những chuyện này có thật không vậy? Anh đúng là đồ lừa đảo mà. Ông ta nói có thật không? Chặt tay hắn ta cho tôi. Chị Hồng, là thật ạ. Được lắm. Thì ra các người đã tính toán gài bẫy tôi. Lấy mạng hắn ta cho tôi. Chị Hồng, xã hội pháp trị mà, đừng có chuyện gì cũng dùng đến bạo lực để giải quyết chứ. Tô Tuyết Cầm, nếu cho em một cơ hội, em muốn trả thù bằng cách nào? Tôi muốn để những việc tôi đã hứng chịu được công khai ra hết. Nào, lại đây, nhanh nào, chụp lại hết đi. Chụp lại nhanh đi. Đừng chụp nữa, Hứa Lâm. Cậu đưa phóng viên đến đây. Chỗ tôi còn làm ăn gì nữa chứ? Chị Hồng, đừng sợ. Cậu ấy là anh em của tôi. Cái gì nên chụp, cái gì không nên chụp, cậu ấy rất rõ. Hơn nữa, còn là người của đài truyền hình nổi tiếng đấy. Tuyết Cầm, không phải vừa rồi em nói có chuyện muốn nói sao? Nói đi. Nhắm thẳng vào ống kính, nói, đúng, con gái. Mạnh dạn nói hết những việc làm của nhà họ Diệp đi. Có ba ở đây, con không cần sợ. Tuyết Cầm, chúng ta về nhà sống vui vẻ những ngày tháng sau này. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Tôi muốn ly hôn với Diệp Hưng. Từ nay về sau, tôi không liên quan gì đến Diệp gia nữa. Thử ăn cây táo rào cây sung nhà cô. Tôi thay mặt cho lão phu nhân, tôi đánh. Cái lão khốn nạn này còn đánh con gái tôi. Tôi đánh ông, làm gì vậy, tránh ra, đủ rồi. Hôm nay, từng câu từng chữ Tô Tuyết Cầm tôi nói đều là thật. Lúc mới đầu Diệp Hưng lấy tôi chỉ là để lòe thiên hạ mà thôi. Anh ta và tôi nảy sinh mâu thuẫn, đẩy ngã tôi, vì vậy tôi mới sảy thai. Câm mồm. Thiếu gia, họ đang quay phim đấy. Bạo lực gia đình, quay đi, quay lại hết đi. Tôi cho cậu 10 triệu, đưa máy ảnh đây cho tôi. Lại còn muốn mua chuộc nhà báo à? Lại có một tin khác. Đúng thế, tôi có thể làm chứng. Ba, chúng ta đi. Đi sao? Tiền còn chưa trả mà. Ai cũng đừng hòng đi. Chị Hồng, tôi có thể bảo đảm, chị để họ đi đi. Tiền sớm muộn cũng được trả. Đi. Giao kèo của hai chúng ta, em đừng quên đấy nhé. Tôi không quên. Đám phóng viên bên ngoài đuổi thế nào cũng không đi. Đám dai như đĩa này, đây là muốn vạch mặt Diệp Hưng nhà chúng ta mà. Không có Hứa Lân chống lưng cho bọn họ, sao họ dám làm như thế này chứ? Mẹ, có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Chưa bao giờ nghĩ đến Tuyết Cầm. Anh câm miệng. Đồ hồ ly tinh đó, bắt mất hồn vía của anh đi rồi à? Cái thứ nghịch tử, có bản lĩnh anh đánh đứa bé trong bụng tôi đây này. Anh đánh đi, đánh đi, cút ra. Hai người các người bày ra cái trò này. Cái đứa trẻ này tôi không nhận, không cần con nhận. Sinh ra để mẹ nuôi cháu trai mẹ. Bây giờ mẹ sẽ liên hệ bên truyền thông, bảo họ xử lý sạch sẽ. Ém tin xuống cho con. Quản gia, đi với tôi. Vâng. Tô Tuyết Cầm, cái con nhỏ đó làm ra chuyện này, anh vẫn không thể quên được cô ta, có đúng không hả? Không phải việc của cô. Tránh ra, tôi không tránh. Quà tôi mua cho mẹ anh, còn cả quần áo anh mặc, đến chó trong nhà cũng do tôi chăm. Các người có từng quan tâm đến tôi chưa? Những việc này không phải là cô cam tâm tình nguyện làm sao? Tôi nói cho anh biết, anh chính là tên khốn hèn hạ. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của tôi. Mọi thứ trong ngôi nhà này, cái nào kiếm được dựa vào năng lực của anh vậy? Anh chỉ biết ăn đồ sẵn, bám váy mẹ há miệng đợi cơm đến. Còn dám đánh tôi? Được lắm, anh đợi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi tìm phóng viên, công khai tất cả.
Tôi Ngô Mỹ Dung chính thức tuyên bố, tôi và anh Diệp Hưng dự tính sau một tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó đứa con trong bụng tôi cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Mời mọi người đến uống rượu mừng. Được ạ, Ngô Mỹ Dung. Qua đây. Làm cái gì thế? Con muốn cả thế giới đều biết con là con dâu nhà họ Diệp, con không phải Tiểu Tam. Cô điên rồi. Chuyện kia vẫn chưa giải quyết xong, bây giờ cô lại gây thêm phiền phức. Muốn trách thì cô trách cái con nhóc Tô Tuyết Cầm. Tại sao họa từ con hồ ly tinh đó gây ra lại để con gánh vậy? Làm con dâu Diệp ra chúng tôi không dễ dàng đâu. Lẽ ra trước kia cô nên chuẩn bị tâm lý trước rồi chứ. Đừng giận nữa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cháu trai của tôi là quan trọng nhất, nó không thể bị tổn thương. Đi thôi, uống canh bồi bổ nào. Không cần đâu, con hẹn bác sĩ đi kiểm tra rồi. Nhiều tiền như vậy làm sao trả được đây? Con gái Diệp Hưng và Hứa Lân này, con phải chọn một người đi. Ba, cả hai con đều không chọn ai cả. Đừng nhắc đến hai người họ nữa. Con cô đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cô. Các người đối xử với khách hàng như vậy sao? Chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Tôi muốn ăn ngay bây giờ. Làm cho tôi. Tôi nói cô Ngô này, sao cô hết lần này đến lần khác đến gây sự vậy? Tôi không đến để gây sự. Tôi đến đây để ăn cơm. Cô muốn ăn gì? Bùa yêu. Bùa yêu mà cô cho Diệp Hưng uống ấy. Không có bùa yêu. Thuốc chuột thì có. Cô uống không? Cô, đúng, thuốc diệt chuột nhà tôi không hiệu quả cho lắm. Chuột ăn phải, còn chạy được hai vòng đấy. Con chuột lớn như cô, bảo đảm không sao đâu. Hơn nữa, chuột ăn cùng với tôm càng xanh, còn ngon hơn nhiều đấy. Đúng đấy. Đừng ở đây diễu võ dương oai nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi mới là con dâu nhà họ Diệp. Cô có giấy đăng ký kết hôn không? Bây giờ cô ly hôn với Diệp Hưng đi. Là Diệp Hưng không muốn ly hôn. Cô tìm anh ta nói đi. Cô có thể kiện lên tòa án để ly hôn mà. Thời gian giải quyết ly hôn phải mất một tháng. Nếu cô vội muốn vào cửa nhà họ Diệp, chỉ cần gây áp lực cho anh ta. Đúng. Diệp Hưng không nghe cô tìm mẹ nó. Mẹ nó có thể ép nó đấy. Tô Tuyết Cầm, trong vòng một tuần, nếu như cô không ly hôn với Diệp Hưng, tôi tìm người đến phá nát quán của cô đấy. Được thôi, cô đập đi. Tôi xem Hứa Lân xử lý cô như nào. Yêu đương với Hứa Lân rồi à? Cô Good. Không có hơi sức đối co với cô. Đừng quấy rầy việc làm ăn của tôi. Đồ đàn bà mặt rời nhà cô. Sao vậy hả? Con tôi. Con trai của tôi. Ba, mau gọi cấp cứu. Trời ạ, giả vờ đấy. Đừng để ý đến cô ta. Xem cô ta diễn được bao lâu. Ba gọi nhanh đi. Đừng gọi cấp cứu. Tôi không muốn đi bệnh viện đâu. Nếu báo chí biết được, lão phu nhân lại mắng tôi nữa. Tôi phải về nhà họ Diệp. Tôi phải về ngay. Tiện nhân, cô cút đi cho tôi. Mỹ Dung sao rồi? Cô Ngô bị sảy thai rồi. Tiện nhân nhà cô hại cháu trai tôi mất mạng. Giờ cô lại lấy mạng đứa cháu trai thứ hai của tôi. Tôi không tha cho cô đâu. Mẹ, là cô ta tự mình vấp ngã. Chính cô ta là tôi té ngã. Tôi bắt cô đền lại con cho tôi. Tuyết Cầm, em về trước đi. Cô ta không thể đi. Tôi muốn cô ta phải đền mạng. Mỹ Dung, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Diệp Hưng, bây giờ anh đi cùng cô ta làm thủ tục ly hôn đi. Một tuần sau, kết hôn với tôi. Mỹ Dung, xin lỗi, đứa trẻ không còn nữa. Cô không thể làm con dâu Diệp ra nữa. Cái gì? Tôi đưa cho cô 10 triệu, 5 triệu để bồi thường tổn thất của cô, 5 triệu phí bịt miệng. Cô tránh mặt đi một thời gian. Mẹ muốn đuổi con đi. Quản gia, đưa Mỹ Dung đến khách sạn nghỉ ngơi đi. Đi thôi. Mẹ, mẹ không thể làm thế. Sao lại đột ngột như thế? Quản gia, tiễn khách. Chờ đã. Quản gia, cả người này cũng tiễn đi luôn. Chẳng lẽ nhà họ Diệp các người xem phụ nữ là cái máy đẻ đấy à? Mẹ,
con vẫn có thể sinh con mà. Con xin mẹ đừng đuổi con đi, con vẫn có thể sinh được nữa. Con cầu xin mẹ đừng bắt con đi. Đi thôi. Tô Tuyết Cầm, Diệp Hưng, các người xuống mộ cũng không được yên thân đâu. Mẹ, lần này mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Sao mẹ lại có đứa con rác rưởi như con vậy? Mẹ, dừng lại đi. Chúng ta đã làm quá nhiều việc sai trái rồi. Con không muốn lại tiếp tục sai thêm nữa đâu. Đứa bé này là một mạng người còn sống mà. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị báo ứng đấy. Đứa bé vẫn còn có thể giữ được, nhưng sinh ra có thể có bệnh di truyền. Vậy bệnh này của nó là do ngã mà ra hay bẩm sinh thế? Do bẩm sinh. Cho uống thuốc phá thai. Vâng ạ. Đứng lại. Con à, con không hiểu đâu. Để nhà họ Diệp có thể sinh ra gen chất lượng tốt, vì gia tộc cái gì cũng có thể đánh đổi. Mình phải nhanh chóng đi nói cho Ngô Mỹ Dung biết. Không chừng còn có thể giữ được đứa bé. Bọn họ tàn nhẫn quá rồi. Vậy mà lại đuổi cô đi. Tôi không uống. Yên tâm, tôi giúp cô báo thù. Cô và tôi cùng nhau hủy hoại nhà họ Diệp. Sao nào? Không nỡ chứ gì. Tôi sợ mất mạng. Sợ mất mạng. Cô xem tôi Tuyết Cầm bây giờ đi. Không phải là ví dụ rõ ràng nhất sao? Chính vì như thế, tôi mới không muốn giống như cô ta. Cô nghĩ xem cách cư xử của nhà họ Diệp đối với cô. Cô trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là người đẻ thuê thôi. Họ đã từng một lần ra mặt phản hồi tin đồn bên ngoài về cô. Cô quên tin tức đưa tin việc cô là tiểu tam rồi à? Cô biết tại sao tôi hận họ không? Tôi ghét cái kiểu không coi người khác ra gì của bọn họ. Cô bây giờ giống như bộ dạng của tôi đã từng. Bởi vậy tôi một lòng muốn hạ bệ họ. Hãy nghĩ về đứa con của cô. Đừng nói thêm nữa. Ngoan, tôi sẽ không bỏ rơi cô, cũng sẽ không vứt bỏ cô đâu. Chúng ta cùng hủy hoại anh ta. Tôi lấy cô. Được, còn con tiện nhân đó nữa. Tôi muốn cô ta sống không được yên thân. Đừng tin cậu ta. Cô còn mặt mũi đến đây? Tôi đến để nói cho cô biết, con của cô vẫn còn cứu được. Nhạo báng tôi hả? Không ngờ rằng cô cũng là kẻ thừa nước đục thả câu. Cô cút mau. Cô tin tôi đi. Mau đến bệnh viện nhanh. Chính vì cô cũng bị sảy thai. Bởi vậy cô đặc biệt đến tìm tôi sao? Có cút không? Được, tôi có thể đi. Nhưng tôi không đến đây để cười nhạo cô. Tôi thấu hiểu cô. Bởi vì tôi đã từng có suy nghĩ giống như cô. Cô tin tôi đi. Mau đến bệnh viện đi. Có thể cứu con cô, cũng có thể tự cứu chính mình. Cô không có tư cách nhắc con tôi trước mặt tôi. Tôi muốn cô phải sống không được yên thân. Cô có cút không? Giúp tôi tìm vài nhà báo. Được thôi, yên tâm. Cứ để tôi lo. Cô Ngô, xin hỏi những phát ngôn vừa rồi của cô có thật không? Ngô Mỹ Dung tôi do bị nhà họ Diệp ngược đãi, dẫn đến sảy thai. Tôi đã bị mẹ của Diệp Hưng, tập đoàn Diệp Thị hạ thuốc khiến tôi bị xâm hại, nhưng lại không chịu trách nhiệm với tôi. Bây giờ tôi xin lấy nhân cách ra bảo đảm từng câu đều là thật. Hy vọng mọi người có thể nhìn rõ vấn đề. Cô biết cô tiết lộ hành vi này của nhà họ Diệp có thể sẽ dẫn đến việc nhà họ Diệp trực tiếp bị phá sản không? Tôi biết chứ, cô đúng là vô liêm sỉ. Còn dám đưa đám phóng viên đến tận cửa gây rối. Dám gây rắc rối cho nhà họ Diệp chúng tôi. Cô cũng không nhìn xem tôi là ai. Các phóng viên thấy không? Bà ta chính là như vậy, đánh tôi đến sảy thai. Cô nói bậy. Phu nhân, họ đang ghi âm lại đấy. Đi thôi. Thứ tiện nhân cô. Cô muốn hủy hoại nhà họ Diệp đấy hả? Chưa ăn cơm đấy à? Cô muốn học theo cái đồ rẻ rách Tô Tuyết Cầm hủy hoại nhà họ Diệp sao? Cô xứng không? Bà đã từng nghe qua chưa? Người không có gì để mất là người liều nhất. Phu nhân, hay là chúng ta bỏ qua đi. Cút, mau câm miệng cho tôi. Cô phải biết rằng nhà họ Diệp chúng tôi chỉ có thể càng ngày càng tốt. Con gà mái này nhiều nhất cũng chỉ có thể làm công cụ sinh đẻ.
nhà họ Diệp các người đều là đám bạo hành. Bạo hành sao? Tôi lấy mạng cô, cái thứ khốn nạn nhà cô. Bộ mặt thật của nhà họ Diệp cuối cùng cũng bị bại lộ rồi. Chốc nữa, cô sẽ không thấy được nữa đâu. Tôi sẽ khiến cô xuống mổ đầy thảm thương. Lão phu nhân, đừng mà. Mẹ, mẹ, bình tĩnh đi. Con tránh ra. Mẹ, mẹ thật sự có chút không bình thường rồi. Đúng đấy phu nhân, chúng ta dọa nạt cô ta vậy được rồi. Đừng làm chuyện phạm pháp mà, câm mồm. Mẹ, mẹ đã nói rồi, lợi ích của gia tộc là lớn nhất. Mẹ sẵn sàng hy sinh vì gia tộc. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, thả cô ta ra. Sau này con sẽ cưới một người vợ tốt, con sẽ sinh vài đứa con thật khỏe mạnh, tránh ra. Diệp Hưng, dù cho con là con trai của mẹ, vì lợi ích của gia tộc, mẹ cũng không ngại dạy dỗ con đâu. Điên rồi, bà điên thật rồi. Mẹ, mẹ rốt cuộc bị sao vậy? Con không hiểu được tinh thần cao cả của mẹ đâu. Bệnh tâm thần của phu nhân ngày càng nghiêm trọng rồi. Gì chứ, bệnh tâm thần sao? Tại sao ông không nói với tôi sớm hơn? Bà ấy không cho tôi nói. Một kẻ vô tích sự, thêm một kẻ tâm thần, còn luôn muốn có rèn tốt nhất. Quá nực cười rồi. Cô nói ai bệnh tâm thần thế? Cô mới có bệnh. Đúng đấy, tôi bị bệnh. Tôi bị mù mới nhìn chúng phải Diệp Hưng. Tôi đúng là có bệnh. Bởi vậy tôi mới tin lời hứa của bà đấy. Cầm miệng đi. Cô có thể bớt nói đi được không? Nếu tôi sinh ra đứa bé này, sau này sống với một gia đình như các người, nó cũng sẽ biến thành ác quỷ thôi. Bớt nói nhảm lại. Cô chán sống à? Còn nhãi điên, tôi lấy mạng cô. Nếu để mọi người nhìn thấy bộ mặt này của bà, tôi mất mạng cũng chẳng tiếc. Cô, mẹ không cố ý đâu. Mẹ, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Quản gia, mau đưa thằng bé đến bệnh viện. Dạ vâng. Không sao, tôi có thể tự đi. Ông đưa mẹ tôi đến bệnh viện trước đã. Ông còn đứng đó làm gì? Tôi sẽ tự đi. Ông lo cho mẹ tôi trước đi. Bà thả tôi ra. Phu nhân à, con tiểu nhân này gián tiếp khiến tôi hại con trai mình. Tôi sẽ bắt cô. Nợ máu trả máu, điên mất thôi. Phu nhân, chúng ta không thể hại người. Phu nhân, đừng mà, đừng hại người. Tôi sẽ báo công an, tôi đã đặt camera ở nhà của bà. Nếu như bà sát hại tôi, nhà họ Diệp sẽ bị bà hủy hoại. Diệp gia, bị chính tôi hủy hoại sao? Diệp gia bị hủy hoại? Không phải. Diệp gia không phải do tôi hủy hoại. Diệp gia không phải do tôi hủy hoại. Đúng vậy, không phải do bà, là do Tô Tuyết Cầm. Tô Tuyết Cầm, cô chính là Tô Tuyết Cầm. Tôi là Ngô Mỹ Dung, không phải Tô Tuyết Cầm. Cô chính là Tô Tuyết Cầm. Tôi không phải. Tôi phải lấy mạng cô. Mau thả tôi ra. Dừng tay. Buông cô ấy ra. Hứa Lân, tất cả là do cậu. Tôi sẽ không tha cho cậu. Dao của tôi đâu? Dao của tôi đâu rồi? Dao đâu rồi? Nó ở đâu rồi? Sao giờ anh mới tới? Tôi suýt thì mất mạng rồi. Yên tâm, camera đã ghi lại hết chuyện này. Chúng ta có thể dùng làm bằng chứng. Đã đến lúc phơi bày mọi chuyện. Ngoan, nghe lời. Tôi sẽ cho cô tất cả mọi thứ. Cứ băng bó thế này thì không ổn đâu. Anh nên đến bệnh viện thì hơn. Không được, có quá nhiều phóng viên ở bệnh viện, tôi không thể đến đó. Không hay rồi, có chuyện không hay rồi. Ngô Mỹ Dung đã công bố đoạn video ở camera. Ra bên ngoài, cô ta nói mẹ cậu mắc bệnh tâm thần phân liệt. Bây giờ, đã vào bệnh viện tâm thần rồi. Còn tiện nhân đó, tôi biết ngay các người sẽ trốn ở đây. Diệp Hưng, tôi đến để mua lại tập đoàn Diệp Thị của anh. Ngay cả khi công ty phá sản, tôi cũng không bán cho cậu. Sau khi vụ bê bối của Diệp gia bị phanh phui, cổ phiếu tập đoàn Diệp Thị đã bị rớt giá thảm hại. Có rất nhiều đối tác đã không muốn hợp tác với anh nữa, còn muốn anh bồi thường thiệt hại cho họ. Tất cả những chuyện này còn không phải nhờ cô ban tặng. Cô cũng không thoát khỏi liên can đâu. Được rồi, đủ rồi. Diệp Hưng, 10 triệu anh có bán không? Không bán. Không bán sao? Qua ngày hôm nay anh có bán với giá 5 triệu cũng không ai mua. Cậu dám mượn gió bẻ măng sao? Tôi suýt thì quên mất, ông vẫn còn nợ tôi 10 triệu. Hay là anh đưa công ty cho tôi, tôi sẽ không bắt ông ấy trả tiền nữa. Đó là hai chuyện khác nhau. Cậu đừng thừa nước đục thả câu.
Hai chúng ta còn có một dao keo. Không được, nếu làm thế thì tôi có hơi thiệt một chút. Cho dù công ty bị phá sản, tôi cũng sẽ không bán cho cậu. Và cả số tiền 10 triệu mà ông ấy nợ cậu, tôi sẽ trả. Anh có đủ 10 triệu không đấy? Đồ đê tiện, cầm miệng cho tôi. Diệp Hưng, tôi nói cho anh biết, bà mẹ tâm thần của anh đã nói rồi. Mấy người sẽ cho tôi 10 triệu để bồi thường cho việc dạy thai. Cô dám chắc chắn đứa nhỏ này là con của Diệp Hưng sao? Lỡ như là của người khác thì sao? Không phải con của Diệp Hưng thì là con của ai? Cũng có thể là con của Hứa Lân. Cô, tôi chưa từng ngủ với cô ta. Vậy tại sao cậu lại đến khách sạn của cô ta? Hai người đã sớm thông đồng với nhau rồi đúng không? Hay lắm. Hai người, đôi cậu nam nữ đê tiện, là do nhà họ Diệp anh có lỗi với tôi trước. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện. 10 triệu, anh có chịu bán hay không? Không bán. Được lắm, Tô Tuyết Cầm. Tôi cho cô kỳ hạn 1 tháng để kiếm tiền trả nợ cho tôi và cả 10 triệu của tôi nữa. Nếu không, tập đoàn Diệp Thị của các anh, công thức độc quyền của tiệm tôm hùm này và cả Tô Tuyết Cầm cô, tất cả sẽ thuộc về tôi. Đừng phí lời với bọn họ nữa, chúng ta đi đến bệnh viện tâm thần xem bà già tâm thần đó sao rồi. Đứng lại, đừng quấy rầy mẹ tôi nữa. Trong vòng 1 tháng tôi sẽ kiếm đủ 10 triệu trả cho cậu. Anh có tiền sao? Anh lấy đâu ra tiền? Bán tôm hùm à? Thiếu gia nghèo nàn bán tôm hùm để trả nợ. Nói nghe hay quá đấy. Diệp Hưng, cậu định ở đây bán tôm hùm với chúng tôi sao? Không bán. Anh đi đâu vậy? Đến bệnh viện thăm mẹ tôi. Tôi cũng đi. Em đừng đi, mẹ nhìn thấy em sẽ kích động đấy. Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ là một đứa vô dụng không có tài cán gì, không thể chăm sóc tốt cho mẹ. Diệp gia đến đây là hết, không còn gì cả. Em đừng qua đây. Anh bỏ dao xuống đi. Em không cần thương hại tôi. Không phải là em thương hại anh. Em đến đây để cứu anh. Hãy cùng em rời khỏi nơi này, được không? Không phải anh luôn muốn ở bên cạnh em sao? Thực ra anh vẫn còn yêu em, đúng không? Đừng quan tâm đến tiền bạc, đừng quan tâm đến hôn ước. Chúng ta hãy ở bên nhau. Nhẹ anh. Diệp Hưng, anh cho rằng anh không còn sống nữa là được giải thoát rồi sao? Mẹ thì sao đây? Em thì sao đây? Mẹ vẫn còn ở bệnh viện, vẫn chưa rõ thế nào. Diệp gia thì đã xong đời rồi, không còn gì nữa cả. Anh còn có em mà. Anh xin lỗi em, Tuyết Cầm. Trước đây anh quá trẻ con, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, có được không? Anh đang nhận thua đấy à? Anh là một tên rác rưởi. Anh đấu không lại bọn họ. Đúng là như vậy. Cậu chính là một tên rác rưởi. Tôi không đến tìm mấy người, mấy người cũng không thèm đến tìm tôi phải không? Hai cô cậu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Good. Yêu ông là sao? Cậu vẫn chưa biết sao? Diệp gia mấy người đã phá sản rồi. Tất cả mọi thứ ở đây đều được chị Hồng mua lại rồi. Ai bán vậy? Đương nhiên là mẹ của cậu rồi. Vào chiều hôm nay, mẹ cậu đã ký hợp đồng ở bệnh viện đó. Tinh thần hiện tại của mẹ có vấn đề. Hợp đồng đó không có hiệu lực. Tôi đính chính lại một chút. Cái nhà này không phải do tôi mua, mà là tập đoàn Diệp Thị của mấy người bồi thường cho công ty của tôi. Công ty của ai cơ? Công ty đầu tư hạnh phúc của anh Thiên. Vào 3 tháng trước, tập đoàn Diệp Thị của mấy người đã ký với công ty của tôi một bản hợp đồng trị giá 300 triệu. Các người vừa bị phanh phui một vụ bê bối vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho công ty tôi 100 triệu. Cái nhà này đã bị thế chấp để trả nợ. Tôi nói chứ, cậu đúng là một thằng vô dụng. Cậu còn không phục à? Diệp gia mấy người đã ký nhiều hợp đồng như vậy, có cái nào mà không phải do mẹ cậu ký chứ? Cậu có thèm hỏi đến không? Cho dù là bồi thường cũng nên do tòa án phán quyết. Ông không có quyền lấy biệt thự để xiết nợ. Con đàn bà thứ này, cô cầm miệng cho tôi. Ông nói chuyện cho tử tế vào. Diệp đại thiếu gia, ai vừa nãy khóc lóc om sòm ở đây vậy nhỉ? Sao vậy? Bây giờ thành đàn ông rồi à? Diệp gia mấy người, chẳng ai là bình thường cả. Ông, dừng tay lại.
Út ra khỏi đây ngay cho tôi. Người phải đi. Là mấy người đấy. Cái nhà này tôi có thể không cần. Ba của cô nợ tôi 30 triệu. Ngoài ra, trong hợp đồng viết rất rõ ràng, tiền phạt vi phạm hợp đồng là 100 triệu, tổng cộng là 130 triệu. Lấy tiền ra đây. Bây giờ không có tiền. Chị đi kiện đi. Không có tiền trả tôi sao? Không có tiền. Vậy thì lấy thân trả nợ đi. Buồn nôn, tôi không thích phụ nữ. Làm người phụ nữ của tôi, cô vẫn chưa xứng đâu. Cùng lắm là cô được phục vụ mấy ông chủ ở sòng bạc của tôi thôi. Đúng đó, cô có thể phục vụ tôi một đêm. Thì 15 triệu của tôi cũng không cần trả nữa. Diệp Hưng à, mẹ của cậu đã điên rồi. Tiếp theo, chỉ còn thiếu việc đưa cậu vào đó thôi. Nếu cậu muốn trách, thì hãy trách Hứa Lân và Ngô Mỹ Dung. Ai bảo Diệp ra mấy người làm nhiều việc xấu như vậy chứ? Chị mở sòng bạc đã hại biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Tôi sẽ tố cáo chị. Tố cáo sao? Ở Hải Thanh không một ai dám động đến chị Hồng cả. Ném hai người bọn họ ra ngoài đi. Ông là cái đồ ăn cháo đá bát. Tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Thằng danh con này, để tôi nói cho cậu biết. Mấy năm nay tôi chịu đựng cậu đủ rồi. Hôm nay tôi không dạy dỗ cậu một trận không được mà. Dừng tay lại. Làm phản đấy à? Chị Hồng à, hai người bọn họ ngứa đòn mà. Nếu không dạy dỗ họ một trận thì họ không biết lễ độ là gì đâu. Ông còn lắm mồm nữa thì đừng mơ có được cái nhà này. Hóa ra là do ông dở trò. Mấy người còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát sao? Con nhỏ này cũng cứng đầu đấy nhỉ. Đưa cô ta đi, xem tôi xử lý cô ta thế nào. Bây giờ thì đến lượt anh bảo vệ cho em. Anh vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Hôm nay nếu hai người không ký hợp đồng chuyển nhượng biệt thự này thì ai cũng đừng hòng đi. Tôi không ký. Có bản lĩnh thì xử chúng tôi đi. Có tay mà không ký. Chặt tay cô ta cho tôi. Tuyết Cầm ơi, bà biết ngay là con ở đây mà. Sao lại nhiều người thế này? Lần trước không chặt tay ông, lần này ông lại tự đưa mình tới cửa sao? Chị Hồng à, cửa hàng Tôm Hùm của tôi đã đi vào quỹ đạo rồi. Xin hãy thư thả cho tôi chút thời gian. Thư thả sao? Trong nhà tôi còn có hàng trăm anh em đang chờ cơm kìa. Sao tôi có thể thư thả cho được đây? Con rể cưng à, có thể cho ba mượn thêm chút tiền không? Ông không xem tin tức sao? Diệp gia đã phá sản rồi. Có còn hơn không mà? Ít nhất thì vẫn còn vài chục triệu. Tập đoàn Diệp Thị nợ chị Hồng 100 triệu đó. 100 triệu sao? Cộng thêm 30 triệu của ông thì tổng cộng là 130 triệu. Tuyết Cầm đã tuyên bố ly hôn với cậu ta rồi. Số tiền cậu ta nợ không liên quan gì đến chúng tôi cả. Ba à, con với Diệp Hưng vẫn còn là vợ chồng. Con ngu này, im mồm đi, tôi cũng không cần tiền nữa. Hôm nay tôi muốn ba ngón tay của cô ta. Dừng tay lại cho tôi, không thì tôi xử cậu ta đó. Ba à, có gan thì ông làm liền đi. Chị Hồng, cứu tôi với, cứu tôi với. Sợ rồi sao? Ba đừng kích động. Bỏ dao xuống đi. Tiền, chúng ta từ từ trả hết. 130 triệu, cả đời này cũng trả không nổi. Ba kết liễu hắn ta, rồi tự kết liễu mình, thì không cần trả nợ nữa, không liên quan gì đến con hết. Ba vợ à, cái mạng quen của hắn còn không đáng giá 1 triệu nữa. Ba làm như thế, ngược lại còn làm bẩn tay bản thân nữa. Đúng đó, mạng của tôi không đáng tiền đâu. Ông có biết không hả? Ông tha cho tôi 15 triệu đó, tôi không cần nữa. Không cần nữa đâu. Ông xử ông ta đi. Tôi cũng không cần 15 triệu kia nữa. Chị Hồng, chị không thể đối xử với tôi như thế được. Hợp đồng mà lão phu nhân ký đều là do tôi giúp chị làm mà. Nuôi ong tay áo. Cậu còn làm điều gì xấu xa nữa không hả? Ông ở sòng bạc, tiền ông thua đều là do tôi. Giúp người ta gài bẫy ông. May là thằng khốn dám hại ông đây ra nông nổi này. Có mất mạng cũng đáng đời. Ba à, bây giờ sự thật đã được phơi bày rồi. Ba mau buông ông ta ra đi. Con gái à, ba xin lỗi con. Phạm Quyên à, anh đến tìm em đây. Ba vợ, ba à, nếu như ba xảy ra chuyện gì bất chắc thì Tuyết Cầm phải làm sao đây? Tuyết Cầm sẽ giao cho cậu. Tôi phải chấm dứt mọi chuyện. Chờ một chút. Phạm Quyên có quan hệ gì với ông? Bà ấy là mẹ tôi. Trước đây cửa hàng Tôm Hùm của nhà cô có phải tên là Đồ Nướng Phạm Quyên không? Đúng vậy. Chị đang làm cái gì vậy? Mẹ của cô là ân nhân của tôi. Tôi còn nhớ 20 mấy năm trước,
nhỏ à? Cháu muốn ăn gì? Bạn nhỏ à, nếu không đủ ăn, dì sẽ nướng thêm cho cháu nhé. Cảm ơn dì. Dì tên gì vậy ạ? Sau này cháu sẽ trả ơn cho dì. Tên của quầy thịt nướng này chính là tên của dì. Đồ nướng Phạm Quyên. Nếu như không có bữa tối hôm đó thì tôi đã bỏ mạng vì đói rồi. Thì ra chị là cô bé mà mẹ tôi đã kể với tôi khi còn nhỏ. Nhanh đứng dậy đi. Tha cho hắn ta đi. Vậy thì tiền đó còn cần trả nữa không? Trả cái quái gì? Sau này tôi sẽ bảo kê ông. Vậy thì ông ta phải trả lại tiền cho tôi chứ. Trả cái gì mà trả? Ông động vào ông ta thử xem. Có tin là ngày mai ông được nằm trong nhà thương không? Chị đừng ngạo mạn, một vừa hai phải thôi nhé. Ông đúng là thứ đê tiện chỉ biết nịnh bợ kẻ khác. Còn cậu là thứ chó nhà có tăng. Đã vậy, nhà còn rột tiền ấp. Viết cầm, thế nào hả? Làm cùng tôi bảo đảm một năm kiếm được vài chục triệu. Cảm ơn chị Hồng. Còn không mau cảm ơn chị Hồng. Chú, sau này đừng gọi tôi là chị Hồng nữa, gọi tôi là Hạ Hồng là được. Được thôi. Chị Hồng, chị phải suy nghĩ kỹ đấy nhé. Bọn họ đều là sao chổi đấy. Chị ở cùng với họ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Không cần ông dạy tôi cách làm việc. Bây giờ ông có thể cút rồi đấy. Chị Hồng, đừng nói như thế. Ông ta nợ tôi 15 triệu. Tôi có lòng tốt muốn đưa tiền cho chị, nhưng với điều kiện là chị phải rời khỏi chỗ này. Nếu như chị không chịu rời đi thì số tiền đó vẫn là của tôi. Hoặc là chị có thể trả thay cho họ. Không cần. Tôi sẽ tự trả nợ, đồ đê tiện. Con danh nghèo nàn, cô lấy gì trả cho tôi đây? Trả bằng mạng cô sao? Hay là thể xác? Ông, tôi trả. Chị Hồng, chị làm như vậy thì chị giải thích sao với anh Thiên đây? Ông, ông mà còn nhiều lời nữa thì ngày mai tôi cho lưỡi ông trong viện bảo tàng cho người ta tham quan đấy. Vậy tiền của tôi thì sao? Ngày mai đến câu lạc bộ hạnh phúc lấy chi phiếu rút tiền. Được. Đứng lại. Chuyện tiền bạc đã giải quyết xong, nhưng còn chuyện khác thì chưa. Chuyện nào? Chuyện ông Lăng Mạ, nhà họ Tô và nhà họ Diệp. Viết cầm, tát ông ta một cái để hả giận đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ cờ hó, quần chắc nết. Sau này nếu ông dám lại gần mẹ tôi nửa bước thì tôi sẽ đánh gãy chân ông. Được. Sau khi lấy được tiền, tôi sẽ lập tức rời khỏi Hải Thành. Tôi sẽ về quê sống. Tạm biệt. Hạ Hồng, cô có thể giúp tôi thêm một chuyện nữa không? Cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm được. Diệp Hưng, nợ công ty các cô 100 triệu. Hợp đồng bị hủy rồi, bây giờ cậu ấy không còn nợ nữa. Cảm ơn chị Hồng. Vậy thì 10 triệu tôi nợ Hứa Lân. Hứa Lân, tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta. Không cần đâu. Đây là chuyện giữa chúng tôi và Hứa Lân, không liên quan đến chị. Chuyện giữa chị và gia đình chúng tôi đã giải quyết xong. Từ nay về sau, tôi và chị không dính dáng gì đến nhau nữa. Cô không tin tôi có thể giải quyết chuyện này sao? Những chuyện chị đã làm trước kia khiến tôi không thể tin tưởng chị. Chị Hồng, chúng tôi xin phép nhận tấm lòng của chị. Người ta đã có lòng thì mấy đứa phải biết điều chứ. Tôi sẽ chứng minh quyết tâm của tôi với mọi người. Đưa giao cho tôi. Viết cầm à, dù thế nào tôi cũng phải trả lại ân tình năm xưa. Ba ngón tay này chính là sự quyết tâm của tôi. Chị đừng làm thế. Đợi đã. Chị Hồng, tôi tin tưởng chị. Từ nay về sau, tôi với chị sẽ là bạn của nhau. Nếu chị bằng lòng, sau này nhờ chị chiếu cố,
tiệm tông hùng của chúng tôi nhiều hơn nhé. Món ăn đến đây. Cho chúng tôi thêm 2 xiên thịt nữa đi. Có nghe ạ? Mọi người đừng ăn nữa. Nghe nói, xiên thịt của quán này làm từ thịt chuột đấy. Cô đang nói gì thế? Nguyên liệu của chúng tôi đều là thịt bò tươi. Tôi nói gì thì trong lòng anh rõ. Anh phóng viên, anh nhớ quay cho kỹ nhé. Bàn ghế, chén đũa không sạch sẽ. Gia vị đồ ăn đầy chất độc hại. Nếu như cô không tin, thì ăn thử đi. Đừng kiếm chuyện ở cửa hàng của vợ tôi nữa, mau cút đi. Ngô Mỹ Dung, sao cô cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Cô không thấy phiền, nhưng tôi thì có đấy. Đồ ghê tởm, tôi chỉ muốn cô sống không yên thân thôi. Với 3 đồng lẻ kiếm được từ cửa hàng này, cô nghĩ rằng cô sẽ trả xong nợ cho Hứa thiếu ra sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Nhà nào thả chó sủa bậy nãy giờ thế? Chị Hồng, chị đến rồi à? Dạo này chị đang làm gì vậy? Không được quay phim, đoạn này không được quay. Cô không thể không biết. Chỗ này được tôi bảo kê chứ? Theo như tôi được biết, khu này là khu Anh Sơn quản lý. Đừng xàm xí ở đây nữa. Cô mau cút ra ngoài đi. Tôi cút được thôi. Nhưng khách hàng ăn xong bị đau bụng, chẳng lẽ mấy người lại mặc kệ họ? Bụng tôi đau quá. Đau quá. Sao còn chưa chịu cứu người? Coi chừng họ mất mạng đấy. Sao mấy người ác độc quá vậy? Sao lại bán thịt bẩn cho khách ăn? Thịt chỗ chúng tôi là thịt sạch. Đây là thịt bò và thịt kiều chính hiệu. Chính hiệu? Chính hiệu mà khách ăn xong bị đau bụng hả? Hoặc là các người bồi thường, hoặc là các người dẹp tiệm đi. Cô, chuyện này là do cô dở trò phải không? Cô có bằng chứng không? Tôi biết 2 người này là do con tiện nhân nhà cô phái đến. Các người còn không chịu đi thì tôi chặt tay mấy người đấy. Chủ quán ác độc muốn đánh khách hàng kia, bọn họ dám coi thường pháp luật. Cái này rồi sẽ thuộc về cậu. Vâng. Chuyện chị Hồng, cậu không cần bận tâm. Cái gì? Đứng lên đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Gọi xe cấp cứu đi, đừng gọi. Anh ta chỉ giả vờ thôi. Hai người một vừa hai phải thôi nhé. Chị Hồng đã bắt đầu tha hóa rồi. Bây giờ chỉ biết lên mặt với người khác thôi. Cô, tôi khuyên hai người đừng nên kiếm chuyện ở đây. Tôi cứ thích thế đấy. Thì sao nào, cô? Bớ người ta, chủ quán đánh khách. Diệp Hưng, anh chỉ dọa bọn họ thôi mà. Anh đã hứa với em thế nào? Anh đã hứa anh sẽ thay đổi bản thân. Anh ta chỉ giả vờ thôi. Đã quay hết chưa? Thiếu gia nhà họ Diệp khổ sở mở quán tông hùng. Sau đó, khi không đáp ứng được yêu cầu của khách thì ra tay đánh khách. Nếu không vì nể mặt Hứa Lân thì tôi đã xé nát cái miệng cô rồi. Chị đừng đắc ý quá sớm. Anh Thiên sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Cái gì mà anh Thiên với anh Nghĩa chứ? Tôi không quan tâm. Trời đất thánh thần ơi, cô ta xô ngã ông già. Cô là loại người gì vậy? Sao lại đi xô một ông già? Ông bị điên hả? Tôi xô ông khi nào? Cái này gọi là dùng bạo lực trị bạo lực. Ông chán sống chứ gì? Chiều lòng ông ta đi, cho ông ta đi chầu Diêm Vương luôn. Đợi đã. Lại là cậu. Nhà bếp của tôi còn có việc, tôi đi xem nhé. Chồng ơi, anh xem em có giỏi không? Ai bảo các người làm thế? Hứa thiếu gia, cậu đúng là người đàn ông, biết giữ chữ tín. Vụ cá cược của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Cậu đã cho người đến quậy cửa hàng của tôi. Tôi e rằng điều này không đúng với quy tắc. Đây không phải người của tôi. Không phải cậu gọi thì là ma gọi chắc. Xem ra đành phải xoa dịu cơn giận của mọi người rồi. Tại sao vậy? Không nghe lời thì bị ăn đòn. Tôi và Tô Tuyết Cầm vẫn còn cá cược với nhau. Đây là hình phạt vì cô không nghe lệnh. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau cút đi. Nghe lời, về nhà với tôi. Anh thả ra. Tôi sẽ không về. Tiện nhân. Nghe lời, về nhà với tôi. Đứng lại. Kiếm chuyện rồi muốn bỏ đi. Không đơn giản vậy đâu. Chị Hồng, không liên quan gì đến chị. Đừng tự rước họa vào thân. Ông ấy nợ cậu 10 triệu. Tôi sẽ trả. Chị trả sao? Đúng rồi, quên nói với chị. Câu lạc bộ đã là của tôi rồi. Cái gì? Anh Thiên chưa nói với chị sao? Anh Thiên đã đưa câu lạc bộ cho tôi lâu rồi. Bây giờ chị chẳng qua chỉ là một người đàn bà không xu dính túi. Không thể nào. Anh Thiên, Tô gia đã nợ sòng bạc tận 30 triệu. Chị Hồng đã xóa nợ cho bọn họ luôn rồi. Cái gì?
Còn có chuyện này nữa. Hơn nữa Tô gia bây giờ vô cùng kiêu ngạo, nói là muốn thống nhất thế lực của thành phố. Câu lạc bộ này là của cậu. Chuyện của chị Hồng cậu cũng không cần lo lắng. Người phụ nữ đó tên là gì? Tô Tuyết Cầm. Dám ở trước mặt anh Thiên khô môi múa mép, không muốn sống nữa sao? Ai không sống được còn chưa chắc đâu. Đến lúc đó xem anh Thiên xử lý chị như thế nào. Dù có bị gì thì tôi cũng kéo theo người chịu tội chung. Tôi không có thời gian cùng chị nói nhảm ở đây. Chị né qua một bên đi. Gây sự à? Chị. Được rồi. Cái đồ chó theo đuôi, dám đánh tôi. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi tùy tiện chỉ ngón tay là có thể biến cậu thành phế liệu. Dám đụng đến chị Hồng của tôi, tôi không tha cho cậu đâu. Chị dám phản bội anh Thiên, im miệng. Chị Hồng, dừng lại được rồi. Tạo phản đúng không? Anh Thiên, nếu cô không dạy dỗ được đàn em của mình, tôi dạy giúp cô. Dừng tay. Đây là cửa hàng của tôi, không được gây rối ở đây. Cô là ai? Tôi là chủ cửa hàng này, Tô Tuyết Cầm. Đây là cửa hàng của tôi, tôi không cho phép anh ở đây gây sự. Vợ tôi uống nhiều quá rồi, anh đừng chấp nhất. Tôi không có uống rượu. Đi với anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Đợi đã. Tô Tuyết Cầm, gặp anh Thiên, cô còn dám kiêu ngạo như vậy, đập cửa hàng cô ra đấy. Là Tô Tuyết Cầm phải không? Rất can đảm, tôi thích. Mạnh tay thế à? Tôi thích đấy. Chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi, mời anh mau ra về. Vẫn còn chưa nói chuyện rõ ràng. Tôi với anh không hề quen biết, làm gì có chuyện để nói. Nợ tiền của tôi còn bảo không quen. Chị Hồng nói rồi, sẽ xóa nợ cho chúng tôi. Tiền này là do cô quyết định sao? Anh Thiên, mẹ của Tô Tuyết Cầm có ơn với tôi. Tôi xóa nợ rồi. Cô ta nợ tiền của câu lạc bộ, không phải tiền cá nhân của cô. 15 triệu này tôi sẽ trả lại. Chừng nào trả cho tôi, đợi tôi có tiền, tất nhiên sẽ trả anh. Số tiền này chúng tôi sẽ trả lại anh trong vòng 1 năm. Người cậu toàn mùi hôi, cậu biết không? Tránh xa tôi ra. Nhà hàng các cậu quá là dơ bẩn. Lát nữa các cậu đến câu lạc bộ của tôi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Chúng tôi không đi. Sao cô dám nói chuyện với anh Thiên vậy? Được anh Thiên để ý đến là phước táng đời nhà cô đấy. Cậu câm miệng đi. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng. Anh mất não đây à? Ba con nhà họ nợ tôi 10 triệu. Diệp Hưng, anh cũng nợ tôi 10 triệu. Một lũ người nghèo nàn này, các cậu mượn tiền để sống qua ngày à? Anh Thiên, tiền của cậu ta tôi sẽ trả lại. Được, được rồi, lấy mạng mà trả. Cô dựa vào cái gì mà nói không trả thì không trả số tiền này? Anh Thiên, tôi tưởng rằng anh sẽ không quan tâm đến số tiền nhỏ này, cho nên tôi đã tự ra quyết định. Không có quy tắc, không thể làm gì được. Hôm nay tôi cho các người biết thế nào là quy tắc. 30 triệu đó, rốt cuộc là ai nợ? Là cô sao? Là tôi. Quả nhiên, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại có thể đi đánh bạc chứ? Tôi về sau sẽ không đánh bạc nữa. Con bạc không đánh bạc nữa. Sòng bạc của tôi chẳng phải xong đời rồi sao? Vậy đi, hai chúng ta chơi một trò đi. Ở đây tôi có một cây trích điện. Ông trích cô ta một lần, tôi giảm cho ông 1 triệu. Thật vậy sao? Ba, ba không thể làm như thế. Trích 30 cái, nhà họ Tô các ông sẽ hoàn toàn thoát nợ. Tôi vẫn còn nợ tiền Hứa Lân. Ít thôi mà, trích cô ta thêm 10 cái là được. Anh Thiên, chuyện tiền bạc của chúng tôi giải quyết xong rồi. Giải quyết thế nào cơ? Tôi đã đặt cược với họ. Cửa hàng tôm hùm kiếm đủ 10 triệu rồi thì sẽ trả lại cho tôi. Đặt cược cái gì chứ?
Chả có chút thú vị nào cả. Hôm nay cứ làm như tôi nói đi. Cái này kích thích quá. Cầm lấy. Làm đi. Tôi chịu được. Cô chắc chứ? Coi như là trả lại ân tình của tôi ra mấy người. Ba à, ba không thể làm thế được. Làm đi. Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể trả hết ân tình cho mẹ cô rồi. Xứng đáng. Thật cảm động nha. Tôi cũng muốn thưởng cho cô một chút. Dừng tay. Tiền là do chúng tôi nợ. Oan có đầu nợ có chủ. Chúng tôi trả. Ra tay đi. Tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu ông không trích điện cô ta, thì tôi sẽ trích điện con gái ông đó. Hai người bọn họ sẽ phải có một người trả giá cho 30 triệu này. Anh Thiên à, chúng tôi trả lại tiền không phải là được rồi sao? Bây giờ ông chọn một cho tôi mau. Làm đi. Mạng của tôi đổi lấy 30 triệu. Đáng lắm. Tao liều mạng với mày. Anh là thằng khốn. Anh Thiên à, đưa cái trích điện cho tôi. Thứ đàn ông tôi. Tôi cũng muốn trích điện anh 10 lần. Vậy thì anh không cần phải trả lại 10 triệu nữa. Còn cô nữa đồ đàn bà đê tiện, cô cũng không thoát được đâu. Đủ rồi. Còn chưa đến lượt cô đâu. Sao vậy? Xót tôi Tuyết Cầm à? Đi theo tôi về nhà, buông tay ra. Cởi trói cho chị Hồng mau. Ông dám sao? Tiền, tôi sẽ trả lại cho anh. Thả chúng tôi đi. Đây là địa bàn của tôi. Tôi mới là người quyết định. Rốt cuộc mục đích của anh là gì hả? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao chứ? Trả tiền. Trả tiền đó. Theo tôi thấy, không đơn giản như vậy đâu. Thứ tôi thích là tiền. Nhưng tôi càng thích thấy mấy người đau khổ mà đấu đá hơn. Anh là đồ tâm lý vặn vẹo. Anh Thiên à, để tình tôi đi theo anh đã nhiều năm như vậy rồi. Thả bọn họ đi, cô mà còn lắm lời thì cẩn thận cái mạng quen của cô. Anh Thiên à, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé. Đợi đã, vẫn còn một vấn đề cần cậu trả lời một chút. Vấn đề gì vậy? Có phải cậu thích Tô Tuyết Cầm hay không? Đúng là trước đây có thích, nhưng bây giờ cô ấy đã thay đổi quá nhiều, vô cùng bạo lực. Sợ rồi sao? Không dám thừa nhận chứ gì. Cầm mồm đi, đừng có ở đây nói nhảm. Anh Thiên, trước đây anh ta đã đánh cược với Tô Tuyết Cầm. Ngoại trừ công thức nướng bí mật và cửa hàng tôm hùm, anh ta còn muốn người đàn bà này nữa. Cô đừng có ở đây nói nhảm nữa. Tô Tuyết Cầm, cô nói sự thật đi chứ. Đây là việc riêng của tôi, không cần phải nói cho mấy người biết. Con đàn bà xấu xa này, bớt lo chuyện bao đồng đi. Anh Thiên à, anh nhất định đừng để bọn họ lừa. Anh phải tin tôi. Hứa Lân à, rốt cuộc cậu đã cược gì với cô ta vậy hả? Liêu Thiên à, tôi gọi một tiếng anh là vì cho anh mặt mũi. Hai chúng ta là quan hệ hợp tác, chứ không phải là cấp trên cấp dưới. Anh nên nói chuyện với tôi lịch sự chút đi. Loan tin đồn thất thiệt, ép bà Diệp đến nỗi phát điên, đặt cược cứu người. Ván cờ này cậu đi cũng hay quá chứ nhỉ? Anh điều tra tôi sao? Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích thôi. Thế này đi, chỉ cần cậu hủy bỏ vụ cá cược với Tô Tuyết Cầm, tôi sẽ giao cho cậu quản lý câu lạc bộ này. Thế nào, anh cũng muốn có công thức và cửa hàng của cô ta sao? Tôi không có hứng thú với mấy thứ này. Tôi chỉ có hứng thú với cô ta thôi. Tôi không có hứng thú với anh. Anh Thiên à, chúng tôi hủy bỏ vụ cá cược. Không ai có thể quyết định thay cho tôi cả. Cô đã bị tôi vứt bỏ rồi. Mau mau cút đi cho tôi. Hứa Lân, anh qua cầu giúp bạn đúng không? Anh sống không yên thân đâu. Cô chỉ là một quân cờ mà thôi. Cô dám phá hỏng kế hoạch của tôi sao? Cút đi, tôi sẽ phơi bày chuyện xấu của anh với truyền thông. Làm đi, cô làm thử xem nào. Anh Thiên à, loại người này không đáng tin. Anh không thể giao câu lạc bộ cho anh ta được. Ngô Mỹ Dung, cô phải suy nghĩ cho kỹ càng. Thứ cô muốn là gì? Tình yêu hay là trả thù? Hay là... Tôi muốn trả thù. Tô Tuyết Cầm, đưa cây trích điện cho cô ta đi. Cởi trói cho chị Hồng đi. Được thôi.
chúng tôi đi. Hạ Hồng, tôi cho cô một cơ hội lấy công chuộc tội. Lấy cây trích điện lại cho tôi. Chị Hồng à, chị không thể đi theo anh ta nữa. Đưa nó cho tôi. Cô đưa bọn họ rời khỏi đây ngay đi. Anh Thiên, tôi ở lại với anh. Anh thả bọn họ đi đi. Được thôi, nhưng mà tôi cũng muốn đánh cược với Tô Tuyết Cầm. Một trận cá cược giống như của Hứa Lân vậy. Tôi không cược. Anh không xứng. Rượu mời không uống. Hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi căn phòng này. Bất cứ ai cũng có thể ở lại với anh. Nhưng tôi sẽ đưa một người đi. Tô Tuyết Cầm. Hứa Lân à, cậu thật sự cho rằng những thứ cậu có được đều nhờ vào thực lực của mình đấy à? Cậu thật ngây thơ quá đi. Tôi nói thật cho anh biết. Tôi muốn công thức tôm hùm bí mật. Tôi muốn cửa hàng. Và cả Tô Tuyết Cầm. Ông đây cũng muốn. Một thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay tôi sẽ xử cậu trước. Anh Thiên à, vậy thì lời cho người này quá. Ý cô là sao? Anh Thiên à, loại chó nhà có tăng này không cần thiết phải diệt sạch đến vậy. Nếu như chúng ta lấy được hợp đồng của gia đình anh ta thì chẳng phải là hổ mọc thêm cánh sao? Có lý đó. Con đàn bà này, tôi sẽ xử đẹp cô. Anh Thiên à, thực ra tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Lúc đầu tiếp cận cái đồ vô dụng này cũng là để được gặp anh đó. Thật vậy sao? Cái tên vô dụng đó, nếu nói về sức mạnh và tài lực thì làm sao có thể so được với anh chứ? Hồ Ly Tinh, con khốn. Những gì anh bắt tôi phải chịu đựng, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Được. Mấy người cứ đợi đó cho tôi. Liêu Thiên à, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Đợi đã. Tôi đánh cược với anh 30 triệu. Trong vòng 3 tháng tôi sẽ trả lại cho anh. Nếu cô thua thì cửa hàng của cô, công thức bí mật của cô và cả bản thân cô nữa, tất cả đều thuộc về tôi. Được. Ba, chị Hồng, chúng ta đi thôi. Anh Thiên à, người phụ nữ này để lại cho anh, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta nhất định phải để lại cho tôi đó. Sao vậy? Cô vẫn thích cậu ta sao? Tôi muốn từ từ dạy dỗ anh ta, khiến anh ta phải hối hận. Sao lại tìm không thấy? Đừng tìm nữa. Tôi biết nó ở đâu. Nói, cô giấu nó ở đâu? Ở một nơi mà chỉ có mình tôi biết. Anh nghĩ rằng mục đích tôi tiếp cận anh là gì? Để anh lợi dụng tôi sao? Tôi phải giấu bằng khoán đất của nhà anh thật kỹ chứ. Đám đê tiện mấy người, có ai xem tôi ra gì đâu. Để tôi nói cho cô biết, thứ cô lấy trộm là bằng khoán đất của nhà tôi. Tôi có thể báo cảnh sát bắt cô. Anh có bằng chứng không? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chỉ cần tập đoàn Hứa Thị các cậu cho tôi 51% cổ phần thì tôi sẽ trả bằng khoán đất cho cậu. Anh đang ăn cướp giữa ban ngày hả? Tôi ăn cướp cái gì? Liêu Thiên, tôi cảnh cáo anh. Dòng bạc KTV trong thành phố này và tất cả các câu lạc bộ bất hợp pháp đều do anh điều hành. Nếu anh không đưa bằng khoán đất cho tôi sẽ tố cáo anh với cảnh sát. Chắc cậu chưa điều tra kỹ rồi. Những chỗ kinh doanh ngầm này không phải tôi đứng tên. Tôi không liên quan gì đến chúng cả. Nếu anh không đồng ý thì 49% cổ phần còn lại của tập đoàn Hứa Thị sẽ không thuộc về anh đâu. Tôi có thể cho anh cổ phần, nhưng phải đợi hội đồng quản trị biểu quyết. Theo quy trình, tôi cho cậu thời gian 3 ngày. Tôi còn một điều kiện nữa. Đưa người phụ nữ này cho tôi. Bây giờ tôi là người của anh Thiên. Anh đừng hòng chiếm được tôi. Được rồi, vậy thì giữa chúng ta không còn gì để bàn nữa. Tôi đồng ý. Anh Thiên, ngay từ đầu cô là người của cậu ấy mà. Về với cậu ấy cũng là điều đương nhiên. Đàn ông ai cũng xấu xa như nhau. May mà tôi đã tự trừ đường lui cho mình. Cô dám ghi âm hả? Tôi học chiêu này từ anh đấy. Đúng là không gì ác độc bằng lòng dạ đàn bà. Chị Hồng phản bội tôi, cô cũng phản bội tôi. Ngoài hai chúng tôi ra, chẳng phải còn có Tô Tuyết Cầm nữa sao? Có ngon thì đi tìm cô ta đi. Sớm muộn gì cô ta cũng là của tôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ xử lý cô trước. Anh dám động vào tôi thì đám bạn làm phóng viên của tôi sẽ công bố những chuyện phạm pháp của anh. Và đoạn ghi âm chứng minh anh giam giữ chị Hồng ra bên ngoài thì ra cô vẫn luôn tính kế tôi. Thì anh cũng luôn lợi dụng tôi mà. Ngô Mỹ Dung, chuyện giữa cô với anh ta tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần cô đưa lại bằng khoán đất cho tôi.
Tôi sẽ cho cô 49% cổ phần, chờ khi hội đồng quản trị phê duyệt. Và anh chuyển số cổ phần đó cho tôi, thì tôi sẽ đưa lại bằng khoán đất cho anh. Cô đừng có được nước làm tới. Nếu muốn trách, thì hãy tự trách mình. Đáng lẽ anh nên học Diệp ra vứt bỏ tôi. Đã bao giờ cô tự suy xét lỗi lầm của mình chưa? Lỗi của tôi chỉ có một, đó là quá tin tưởng. Đám đàn ông xấu xa các anh, tôi phục cô thật đấy. Tôi còn tưởng cô là người yêu đương mù quáng, nhưng không ngờ cô lại là một con rắn độc. Khi tôi là rắn, thì mấy người vứt bỏ tôi. Bây giờ tôi là rồng, thì xin lỗi chứ, mấy người không có cửa với tôi. Hứa Lân, anh Thiên, nếu anh lấy mạng cô ta, tôi cho anh 71% cổ phần. Việc đoạt mạng người khác, tôi không dám làm đâu. Cậu làm đi, tôi sẽ trả lại bằng khoán đất cho cậu. Ném đá giấu tay, chiều hay đấy, đây là do cô tự chuốc lấy. Hứa Lân, anh lấy mạng tôi thì anh sẽ bóc lột trong tù đấy. Liêu Thiên sẽ cướp công ty của anh, cậu ấy khử cô, tôi hủy thi diệt tích. Hai chúng tôi cùng hội cùng thuyền. Hứa Lân, nếu anh xử anh ta, thì tôi sẽ làm chứng cho anh. Hơn nữa, tôi sẽ đưa lại bằng khoán đất cho anh. Nếu cảnh sát có hỏi, thì tôi nói là anh ta ăn cắp bằng khoán đất của anh. Anh chỉ ra tay để tự vệ. Được. Vậy, cô làm đi, tôi sẽ làm chứng cho cô. Được rồi. Nhìn hai người hèn trước kia, tôi không có thời gian chơi với hai người. Chúng ta bàn điều kiện đi. Điều kiện gì? Tôi cho cô 100 triệu. Cô đưa bút ghi âm và bằng khoán đất cho tôi. Tôi muốn một nửa cổ phần của tập đoàn Hứa Thị. Tôi không thể cho cô cổ phần của tôi. Nếu cô muốn thì đòi cậu ta đi. Hơn nữa tôi còn muốn đầu tư 20 tỷ cho cậu ấy. Giờ thì tôi hiểu rồi. Anh đầu tư vào công ty của tôi để lợi dụng tôi rửa tiền cho anh. Trong vòng 3 ngày, vốn đầu tư 20 tỷ sẽ được chuyển đến tài khoản công ty cậu. Tôi muốn công ty của cậu đưa 51% cổ phần cho tôi. Sau khi thỏa thuận này được ký kết, tôi sẽ trả bằng khoán đất cho cậu. Không được. Tôi muốn 200 triệu, bút ghi âm 100 triệu, bằng khoán đất 100 triệu. Tôi cho cô một tiếng đồng hồ để cô đem bút ghi âm và cả bằng khoán đất về câu lạc bộ cho tôi. Nếu cô dám giở trò, thì tôi sẽ xử cả nhà cô. Đừng đi qua đi lại nữa, dù anh có đi nhiều hơn, cũng không giải quyết được vấn đề. Em nói thử xem, sao em lại đồng ý cá cược với bọn họ hả? Hết cược 10 triệu với Hứa Lân, sau đó là cược 30 triệu với Liêu Thiên. Cứ thế này, thì dù em có 10 tiệm tôm hùm, cũng không kiếm được số tiền này trong 3 tháng. Tô Tuyết Tầm cũng vì muốn cứu chúng ta, nên mới đồng ý với hắn. Dù sao thì em chắc chắn rằng, em sẽ không trả lại số tiền này. Cờ bạc vốn là hành vi bất hợp pháp, tại sao em phải trả? Chẳng lẽ em lại không biết Liêu Thiên có quyền lực lớn thế nào? Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Thế nếu như Liêu Thiên ngã ngựa thì sao? Ý của em là sao? Hãy tố cáo sòng bạc của anh ta. Các sòng bạc đều đứng tên người khác. Trước đây tôi quản lý chúng nên tôi biết rất rõ. Xét về mặt pháp lý, chúng không liên quan gì đến Liêu Thiên cả. Nếu em làm thế thì sẽ làm liên lụy đến chị Hồng. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ đi tự thú. Chỉ là, hiện tại bằng chứng Liêu Thiên phạm pháp mà ta có, quá hạn chế, không đủ lật đổ anh ta. Bên trên cho người điều tra chúng ta càng ngày càng gắt, chuỗi cung ứng của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Thế này là sao? Vừa rồi có người của cơ quan chức năng đến tiệm, yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh. Họ nói họ cần điều tra về vụ việc ngày hôm đó. Rõ ràng là Ngô Mỹ Dung cố ý tìm người hãm hại chúng ta. Bây giờ anh có giải thích thêm cũng vô ích thôi. Chúng ta vẫn đề nghị cách đối phó Liêu Thiên. Con gái, chúng ta chạy trốn đi, về quê mở tiệm khác. Chơi không lại người ta thì mình chạy trốn. Cho dù chạy đến tận cùng trái đất, Liêu Thiên cũng sẽ tìm ra chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ bán muối? Alo, cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô một lát. Tôi đang bận, không có thời gian. Tô Tuyết Tâm, tình hình hiện tại đang rất gấp. Liêu Thiên muốn lấy mạng các cô đấy. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi muốn hợp tác với cô, chúng ta sẽ cùng đối phó với Liêu Thiên. Được, bây giờ cậu đến biệt thự nhà họ Diệp đi. Đừng hòng giở trò. Cô gặp tôi rồi, là biết tôi không có giở trò đâu. Bây giờ chúng ta phải nắm được ý đồ thật sự của Hứa Lân mới có thể quyết định hợp tác với cậu ta hay không. Cậu ta và Liêu Thiên đều không phải người tốt gì cả, không thể tùy tiện tin cậu ta được đâu. Còn biết chứ?
Nhưng bây giờ, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Trong tay Liêu Thiên, chắc chắn đang nắm điểm yếu của Hứa Lân. Cho nên cậu ta mới gấp gáp đến tìm chúng ta hợp tác. Con người Liêu Thiên này, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào. Tôi nghĩ giữa anh ta và Hứa Lân chắc hẳn có những hợp tác kinh doanh khác. Dù sao thì cả hai đều không thể hợp tác. Cùng lắm tôi đi tự thú, đến đồn cảnh sát tố cáo bọn họ. Về chuyện tố cáo, chúng con vừa nãy đã bàn qua rồi. Như vậy chị Hồng cũng sẽ bị liên lụy. Không cần mấy người tố cáo, tôi sẽ đi tự thú, phá hủy sòng bạc của hắn ta. Mấy năm nay, việc làm ăn của anh ta, tôi rất ít khi nhúng tay vào. Cảnh sát chỉ cần thông qua sòng bạc, tìm hiểu tường tận để điều tra. Liêu Thiên nhất định không thoát được liên can. Nếu không lật đổ được hắn thì sao? Nhân chứng, vật chứng, chúng ta đều có, sao lại không tóm được hắn ta chứ? Ba à, làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ đấy. Hơn nữa còn cho Liêu Thiên đủ thời gian để trốn thoát nữa. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể hợp tác với Hứa Lân thôi. Chúng ta cũng không còn con đường nào khác rồi. Liên với trả kết cái gì chứ? Cứ để chó cắn chó đi. Cả hai đều tổn thất cả. Chúng ta ngư ông đắc lợi, ngồi hưởng thôi. Có hợp tác hay không? Còn phải xem trong tay Hứa Lân có quân bài gì. Trong tay Liêu Thiên nắm điểm yếu gì của cậu thế? Bằng khoán đất của Hứa gia, sao anh ta lại lấy được vậy? Cái con nhỏ đấy trộm đi mất. Ở trong tay cô ta, cậu muốn liên thủ thế nào đây? Trong tay cô ta có bản ghi âm Liêu Thiên phạm tội. Chỉ cần lấy được bản ghi âm là được. Cậu nói thử quá đi. Tôi còn tưởng trong tay của cậu có bằng chứng đấy. Sao cậu không tìm cô ta đòi chứ? Con nhỏ thối tha đó chỉ muốn tiền. Liêu Thiên hứa cho cô ta 200 triệu. Anh ta lấy cả đoạn ghi âm và bằng khoán rồi. Cậu có thể chi 300 triệu ra mà, để cô ta bán cho cậu. 300 triệu. Anh nghĩ tôi ngốc đấy à? Tôi quá hiểu Ngô Mỹ Dung. Cô ta nhất định sẽ sao chép thành nhiều bản. Đến lúc đó, trực tiếp đến cướp lại là được. Cướp thế nào? Để chị Hồng ra tay bắt cô ta lại. Cái ý tưởng gì thế này? Liêu Thiên lấy được đoạn ghi âm rồi, anh ta nhất định sẽ ra tay diệt khẩu. Không hẳn đâu. Bây giờ Liêu Thiên một lòng muốn tẩy trắng. Anh ta không tùy tiện hành động đâu. Đúng vậy. Anh ta còn bắt tập đoàn Hứa thị tôi rót vào 20 tỷ. Chỉ để tôi giúp anh ta rửa đống tiền bẩn của anh ta. 20 tỷ. Cái tên điên này làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. 20 tỷ này cũng chỉ như con bò rụng lông mà thôi. Hứa Lân, chuyện tốt như vậy, sao cậu không đồng ý vậy chứ? Tôi là kẻ hám tiền thật. Nhưng loại tiền bẩn này tôi không thèm. Có tiền, mua tiền cũng được. Làm sao cậu bảo đảm được đây không phải là âm mưu của cậu và Liêu Thiên chứ? Tôi tin cậu ấy. Từ nhỏ cậu ấy đã là một người biết tính toán. Mỗi việc cậu ấy làm đều tính trước người khác một bước. Nước cờ này chắc là hạ sách cuối cùng của cậu ấy rồi. Tôi sẽ gọi cho cô ta ngay bây giờ. Không được, hãy cô ta đến đây đi. Cô xem, tôi đã bảo có vấn đề mà. Cô ta bây giờ có lẽ đang trên đường đến sòng bạc. Không thể qua đây được. Không phải anh nói cô ta chỉ muốn tiền sao? Anh bảo rằng sẽ cho cô ta 300 triệu gặp mặt giao dịch. Chị Hồng, bảo cậu điều tra tình hình thế nào rồi? Chào Hứa thiếu gia nhé. Chuyện đó không điều tra ra được gì. Nhưng mà tôi tìm thấy một số bằng chứng về gian lận trong sòng bạc của Liêu Thiên. Nói, sòng bạc của Liêu Thiên có một lập trình gian lận, làm cho tỷ lệ người thắng luôn luôn duy trì trong khoảng 30%. Tôi nói mà, sao mà thua nhiều tiền vậy được? Bằng chứng về chuyện này một khi được đăng lên mạng, tất cả những người đánh bạc sẽ làm loạn lên. Chuyện om sòm lên, làm lớn chuyện, Liêu Thiên sẽ đi lánh nạn. Chờ sóng gió qua đi, anh ta sẽ quay trở lại thôi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chúng ta phải nhân cơ hội này, phải triệt để lật đổ hắn. Hứa Lân, cậu nhanh chóng gọi cho Ngô Mỹ Dung đi. Alo, cô đang ở đâu đấy? Đi tìm Liêu Thiên lấy tiền. Đừng tìm hắn nữa, tôi đưa cô tiền. Thông suốt rồi. Dưới 200 triệu thì miễn bàn. Im đi, tôi đưa cho cô 300 triệu. Cô đưa bản ghi âm và bằng khoán đất cho tôi. Gửi trước 100 triệu vào thẻ của tôi. Tôi sẽ quay lại tìm anh, cô. Được thôi, đồng ý. Cô chụp ảnh gửi cho tôi, tôi sẽ chuyển cho cô. Tôi đã nói rồi, cái con nhỏ này rất quỷ quyệt. Giờ tính sao đây? Chuyển tiền cho cô ta đi. 100 triệu đấy, ông đi mà chuyển. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Hứa thị. 100 triệu nhằm nhò gì đâu. 100 triệu này đủ cho tôi thuê 1.000 tên bắt cóc, lấy mạng cô ta 100 lần còn được. Mọi người xem, bằng khoán đất. Thế này mọi người đã tin tôi chưa? Tiền có thể đưa cho cô ta,
Chỉ sợ cô ta không còn mạng để tiêu thôi. Chị thật sự muốn ra tay với cô ta sao? Đồ đã đưa cho chúng ta, Liêu Thiên sẽ không tha cho cô ta đâu. Cô ta đáng đời, tiền này không thể chuyển cho cô ta được. Chuyển tiền rồi, lỡ cô ta nuốt lời thì sao? Chị Hồng, tôi có một cách. Đưa tiền cho cô ta trước, sau đó hẹn gặp cô ta, còn tôi sẽ chụp lén lại, gửi cho bên báo chí. Cuối cùng Hứa Thiếu Gia đứng ra đính chính, nói Ngô Mỹ Dung trộm đồ của cậu ấy, còn tống tiền cậu ấy. Như vậy tiền có thể về lại rồi. Cách này khả thi đấy. Đến lúc đó cậu cùng cô ta giao dịch, tôi sẽ làm nhân chứng cho. Lỡ đâu cô ta không chịu gặp mặt thì sao? Cô ta và Liêu Thiên gặp mặt còn nguy hiểm hơn. Cứ làm vậy đi. Tôi chuyển tiền cho cô ta, nếu tiền không về lại, các người bồi thường cho tôi. Mắc gì phải đền cho cậu chứ? Cậu là vì bằng khoán đất mới giao dịch mà. Ba, giờ là lúc nào rồi? Đừng tranh cãi nữa. Alo, chuyển khoản một lần không chuyển được nhiều tiền vậy đâu. Đã chuyển 5 triệu qua rồi. Số tiền mặt còn lại, cô qua đây gặp tôi lấy đi. Nửa tiếng sau, đến hầm đổ xe nhà tôi. Chỉ đúng một mình anh có mặt thôi đấy. Sao cậu không hẹn cô ta tới đây thế? Cô ta giao dịch với tôi, sao lại đến chỗ các người được chứ? Nhà cậu có nhiều tiền mặt thế sao? Liên quan quái gì đến ông? Nói trước đấy nhé, chúng tôi giúp cậu. Sau khi chuyện này xong xuôi, phải xóa nợ cho tôi đấy. Cái lão già quỷ quyệt này biết tính toán quá nhỉ. Nếu đã giao dịch trong nhà cậu, chúng tôi đều phải cùng nhau qua đó chứ. Em không nghe thấy cô ta nói sao? Chỉ cho một mình tôi ra mặt thôi. Cậu một mình giao dịch với cô ta, chúng tôi sẽ đợi cậu ở phòng khách. Phí sức mất nửa ngày. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do mình tôi xử lý hết. Các người đã giúp tôi cái gì hả? Không thể nói vậy được. Vương Bảo là người của tôi, cách cũng là cậu ấy đưa ra. Đúng thế, tôi chỉ vì thấy nể mặt chị Hồng mới giúp cậu thôi. Thôi đi, ăn may cả thôi. Chuyện này tất cả chúng ta đều có lợi, lại có kẻ thù chung. Nhưng sau chuyện này chúng ta không liên can đến nhau. Được rồi, tôi trái lại muốn xem thử các người chỉ dựa vào tiệm Tông Hùng thì làm sao ngóc đầu lên được. Đừng xem thường tiệm Tông Hùng của tôi, dù sao thì cũng nổi trên mạng lắm đấy. Một tháng kiếm vài trăm ngàn cũng không thành vấn đề đâu. Mấy trăm ngàn có là gì chứ? Tiền tiêu vặt một tháng của tôi đã hơn cả triệu rồi. Đừng phô trương thế, lấy không được bằng khoán đất, cậu chờ phá sản đi là vừa. Tiền đâu? Ở trong phòng khách. Đi vào trong với tôi. Anh tự mình cầm tiền qua đây cho tôi. Cô đùa tôi hả? Hơn 200 triệu đó, sao một mình tôi cầm nổi? Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Cô bớt nói nhảm lại đi, mau đưa cho tôi. Đồ không có trong xe của tôi. Anh lên xe, tôi chở anh đi lấy. Đồ đang ở đâu? Cuối cùng anh cũng lộ đuôi cáo. Tôi biết là anh muốn cướp nó mà, thế nên tôi đâu có dạy mà để đồ trong xe đâu. Vậy cô để ở đâu? Anh lấy tiền ra đây, sau đó lên xe đi với tôi. Tôi đang dạy cô cách làm việc đấy. Có phải cô chán sống rồi hay không? Có ngon thì làm đi. Tôi ngoẻo trong nhà xe của anh, anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Tôi sẽ chôn thi thể của cô ở bên dưới nhà xe, sẽ không có ai phát hiện đâu. Hôn hồn thì đưa đồ cho tôi. Tôi sẽ đếm đến 3, 2. Dừng tay. Hứa Lân, cậu đừng kích động, mau bỏ dao xuống đi. Được lắm, mấy người thông đồng với nhau để lừa tôi. Ngô Mỹ Dung, cô mau giao đồ ra đây. Tôi đảm bảo cậu ta sẽ không làm hại cô. Một tay giao tiền, một tay giao đồ. Tôi e là cô không còn mạng để tiêu số tiền này đâu. Có ngon thì xử tôi đi. Tôi mà đi bán muối thì anh đừng mơ lấy được bằng khoán đất. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh xử tôi thì gia tộc Hứa Thị của anh chắc chắn sẽ đuổi anh ra ngoài. Ngô Mỹ Dung, cô đừng có khiêu khích anh ta nữa. Cô nghĩ đi. Cô biết bí mật của Liêu Thiên, cho dù cô đưa đồ cho anh ta thì chắc gì anh ta sẽ tha cho cô. Dù tôi đi bán muối cũng sẽ kéo theo mấy người bán trong chợ. Một tiếng đã trôi qua, nếu Liêu Thiên không thấy tôi, anh ta nhất định sẽ tới tìm mấy người. Đừng phí lời với cô ta nữa, cứ báo cảnh sát đi. Cậu là ai? Ôi xin lỗi, thật ngại quá.
tôi đi nhầm. Người này, hình như em gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Là người của Liêu Thiên. Hai người mau tìm đồ đi. Cô mau xuống xe cho tôi. Mau xuống đây. Xuống. Anh dám giở trò ăn cướp hả? Liêu Thiên sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu. Không phải cô đã nói rồi sao? Dù có bán muối cũng phải kéo theo kẻ khác. Nếu Liêu Thiên dám đến đây thì người lên thất đầu tiên chính là cô. Có ngon thì anh xử tôi đi. Câm mồm. Anh là đồ hèn nhát vô dụng. Đừng ép tôi rạch mặt cô nhé. Có tin tôi quay phim lại rồi phát lên mạng. Cho người ta thoá mạ cô không? Tôi không sợ bạo lực mạng đâu. Hai người tìm được chưa? Vẫn chưa tìm thấy. Nói mau, cô giấu nó ở đâu? Không nói chứ gì. Vậy thì đừng trách tôi. Làm vài đường cơ bản trên mặt cô nhé. Dừng tay. Tôi tìm thấy rồi. Mau đưa cho tôi. Đưa bằng khoán đất cho tôi. Anh thả cô ta ra. Rồi hai người lợi dụng tôi. Liêu Thiên sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cô đã đưa đoạn ghi âm cho bọn họ. Người mà Liêu Thiên không bỏ qua phải là cô mới đúng. Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội đó đâu. Bây giờ chuyển 5 triệu cho tôi ngay. Tôi không chuyển. Coi như đó là phí tổn thất tinh thần mà anh cho tôi đi. Được thôi. Tôi làm 5 đường cơ bản trên mặt cô. Một nhát dao. 1 triệu. Hứa Lân, buông ra. Đồ phế vật. Cô ta chính là người hại Diệp gia phá sản. Anh vẫn bảo vệ cô ta sao? Ban đầu chính cậu là người xúi giục cô ta. Chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Anh mau biến đi. Cậu quên là ở đây vẫn còn một người nữa sao? Ra đây đi. Anh mau xóa đoạn phim đó cho tôi. Không được xóa. Đây là bằng chứng anh ta đe dọa tôi. Cô mau đi đi. Alo. Ba. Tô Tuyết Cầm. Là tôi đây. Cậu đang xâm phạm chỗ ở của tôi đấy. Tôi đến chỗ ông ăn uống, rồi mất đồ ở đây. Con gái của ông phải giải quyết cho tôi chứ. Ba ơi. Ba. Thả ba tôi ra. Đồ đâu? Anh phải thả người trước. Con gái à, không thể đưa cho cậu ta. Đó chính là bằng chứng phạm tội của cậu ta. Thì ra ông biết đó là đồ gì sao? Thảo nào lại cố chấp như vậy. Cho dù tôi có phải liều cái mạng ra này cũng phải làm cậu ngã ngựa. Ông già lắm mồm. Dừng tay. Đồ ở đây. Đưa đây. Thả ba tôi ra trước đã. Con gái à, các con đến đồn cảnh sát trước đi. Ba sẽ ngăn bọn họ lại. Ba ơi, ba đi trước đi. Ba vợ à, ba đi trước đi. Đoạn ghi âm đâu? Không có. Cô ta đã nói cho tôi biết hết rồi. Vừa rồi vội quá nên đánh rơi mất rồi. Làm thịt bọn họ cho tôi. Khoan đã. Nó ở đây. Đưa đây. Thứ này là do tôi giúp anh lấy lại. Số tiền 30 triệu mà ba tôi nợ anh, anh phải xí xóa cho tôi. Và hủy luôn vụ cá cược giữa tôi với anh. Được thôi. Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu không có tôi che chở cho cô thì cửa hàng của cô không thể trụ được lâu đâu. Cái ác không bao giờ thắng được cái thiện. Sớm muộn gì anh cũng bị trừng phạt. Có muốn cược một ván không? Cược xem cửa hàng của cô dẹp tiệm trước hay là tôi xảy ra chuyện trước. Anh không xứng cá cược với tôi. Hôm nay tôi tha cho mấy người. Đợi đến khi cửa hàng của mấy người dẹp tiệm, tôi sẽ lại đến lấy cái mạng quen của mấy người. Liêu Thiên à, tôi khuyên anh nên tự thú đi. Tôi chả làm chuyện gì phạm pháp cả. Tôi tự thú cái gì đây? Mở sông bạc, bắt cóc, có cần tôi kể thêm không? Hai người đam mê làm sứ giả công lý lắm hả? Công lý tồn tại trong tim của mỗi người. Anh đã làm rất nhiều chuyện xấu. Sớm muộn gì anh cũng bị nghiệp quật. Mới nhảy mặt chút xíu, mấy người đã dở giọng đạo lý với tôi. Chúng tôi sắp mở cửa buôn bán rồi. Anh mau đi đi. Cô dám báo cảnh sát sao? Tôi không báo cảnh sát. Là tôi báo đó. Ông già thối tha này, nhanh chóng tránh ra cho tôi. Muốn ra khỏi đây thì cậu phải bước qua xác tôi trước. Ba, thả bọn họ đi đi. Con gái à, đời này ba đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Lần này ba tuyệt đối không nhượng bộ.
Cho dù hôm nay họ có chạy thoát đi nữa, thì cũng không trốn được lâu đâu. Này, đưa đây. Tránh ra, nghe thấy không hả? Tránh ra. Mau tránh ra. Ba ơi, sao ba lại báo cảnh sát vậy? Ba không báo cảnh sát, thì ai bắt bọn họ đây? Chúng con đã sao chép toàn bộ bằng chứng và giao cho phóng viên Vương rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì bây giờ nó đã được gửi đến đồn cảnh sát. Vậy thì ba lại làm chuyện vô ích rồi. Không hề vô ích đâu. Ba, khi ra tòa, ba sẽ làm nhân chứng. Ba chỉ cần nói là họ bắt cóc ba. Một tháng sau. Nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng nào. Cuối cùng cũng thắng rồi. Cạn ly. Liêu Thiên, Hứa Lân, Ngô Mỹ Dung bị cảnh sát bắt giữ và điều tra.